Các bạn thấy là Thái về một cái container nữa ha. Một trong số nó về chuyến này tới 3 công luôn các bạn. Nó về tới 3 công rồi. Đó, thì đây là những sản phẩm mới ha. Mà thấy giờ hiện tại là giờ ngồi ăn cưa không à. Cưa chứ giờ quên ông Công quên em đi kìm mà. À đó, giờ nó cũng ra rồi kìa. Nó cũng đã sức mẻ rồi kìa. Thôi. Mà chuyện mày khui. Không biết là trong cái công này là nó về cái can bao nhiêu lít. Nhưng mà cái công này có lẽ là sẽ về can 20 lít. Cái công là công hai can 20 lít trước ha. Can giải độc. Can giải độc là hàng nhập khẩu nha các bạn. Còn nguyên siêu, nguyên kiện, nguyên zin luôn. Đó. Bây giờ chuẩn bị khui. Nè. Rồi can này là cái lô hai can 20 lít nha các bạn. Còn cái công ở sau lưng nữa. Cái công sau lưng sẽ có công a can 20 lít nè. Rồi. Rồi tiếp tục. Chuẩn bị rồi anh qua một cái công thứ hai các bạn, tới 3 công rồi các bạn. Đó, công thứ hai thì cái công của anh này thì nó có cây kìm đó, cắt rất là dễ. Rồi. Cái công này là xe công mà canh là chai 1 lít nguyên kiện luôn các bạn, nhập nguyên kiện từ bên Thổ Nhĩ Kỳ về chứ không có đóng tại Việt Nam ha. Hàng này là hàng nhập, thấy xác định là hàng nhập ha. Container là cũng nhập luôn, mấy cái siêu này kia còn nguyên ha. Đó, thì bắt đầu anh chuẩn bị, anh sẽ ấy ra, mở ra. Đó, đây là cái gì, đây là những cái chai ha, những cái 1 lít. À, còn cái công 20 lít nữa các bạn, còn cái còn cái công 10 lít nữa ha. Cái công can El Niño 10 lít nữa, cái mẫu này mẫu riêng thiết kế tại Việt Nam nha. Còn cái mẫu này là mẫu chung bên bên Thổ Nhĩ Kỳ, cái mẫu là mẫu chung của Thổ Nhĩ Kỳ nha. Còn những cái mẫu này là mẫu 1 lít và mẫu 10 lít là thiết kế tại Việt Nam và đưa bản vẽ qua bên kia nó mới ép vô cái can, rồi nó mới in lên bản, nó đóng bản luôn. Rồi bây giờ Thái sẽ đưa về kho. Thái đưa về kho. À, là chai 1 lít nha các bạn. Thái xin chào quý chú anh chị các bạn. Thì các bạn cũng có thấy là Thái cho nhập về hiện tại là 3 công. 3 công cái rửa mặn, rửa phèn và cái giải độc cỏ cũng như những độc tố hữu cơ trong đất. Thì các bạn thấy là hiện tại vô kho. Hiện tại là giờ nhà cũng không có chỗ chứa các bạn, không phải đi mượn chỗ để. Đó, thì bây giờ các bạn thấy là ba cái công này thì chia ra cho mấy anh em. À, chỉ có 3 anh em là chia ra thôi. Hiện tại bạn thấy là đây là 20 lít. Rồi, bên đây là can 10 lít. Đây các bạn, đây là can 10 lít. Nó có một cái kỷ niệm như thế này, là những cái can như thế này nè, là can cái can này á, bên Bina nó chuyển về là cái can này á, thì nó là một cái mẫu chung của tất cả các nước khác. Thì mình mới đầu á, mình đặt hàng á, thì mình định là làm can thiết luôn rồi, nhưng mà mình thấy lá can nhựa này là nó sẽ dễ vận chuyển hơn là can thường thường. Mà bạn biết mà can thiết mà 20 lít mà đi vận chuyển đi xa nó mớp can dữ lắm, nên bắt buộc phải lấy mấy cái can này, bắt buộc phải lấy những cái can như thế này. Thì bạn biết là đây là cái mẫu này nha, Thái nói là đây là cái mẫu chung bên 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 Bina, bên Thổ Nhĩ Kỳ á, nó xuất cho tất cả các nước ở trên thế giới, mà những cái vùng nào mà vùng ven á mà nó cũng nhiễm mặn, nó cũng là thuộc giáp biển mặn như những là cũng là nông nghiệp á, thì nó cũng đi xuất đi, và cái mẫu này là mẫu chung, mẫu là mẫu chung của bên đó. Thấy về thấy thấy mấy anh em thấy thấy là cái mẫu chung này nó không có gì ấy chẳng, nhưng mà lỡ nhập về rồi thì nói chung là thấy các bạn xem nè. Đây là những cái can thiết, cái can thiết ha, cái can thiết này, những cái can thiết này là nó làm độc quyền cho bên Thái rồi nha. Những can thiết 10 lít này là làm độc quyền cho bên Thái, và cái mẫu này là độc quyền là không ai có luôn. Can 1 lít, chai 1 lít cũng vậy ha. 1 lít này thì bên đây thì Thái cho anh em người ta thiết kế rồi gửi mẫu bển, nó đóng chai đóng thùng bển rồi mới đem về đây ha. Về đây không có dán gì, nó chỉ dán cái tem phụ cho là xong đó. Thì các bạn thấy là can 10 lít này và cái chai 10 lít này và cái can 20 lít này thì nó đều giống nhau hết. Can này thì xài cho những khách hàng nào mà lớn á, những cái nơi mà người ta xài lớn á. Còn những can chai một can 10 lít này á, thì xài cho tầm trung. Tầm trung là những khách hàng nào mà người ta ít á, vài chục cây, 100 cây, người ta rửa phèn, rửa mặn, hay là những cái đất nào mà trước đó người ta trồng những cái cây mà người ta đổ gốc, mà người ta kiểu như là thoái hóa đất quá, thì bắt đầu chúng ta mới xài tới cái này. À, 10 lít, 20 lít thì xài cho những khách nhiều. Còn những cái chai này á, 1 lít á, thì sẽ phun ở trên đặng đặng tăng cường cái độ cứng và cái quang hợp của cây để mà cho nó thải độc cho nó nhanh. Rồi các bạn sẽ thấy là ở đây là Thái đăng ký công thức là 20% hữu cơ.
thật sự cái công thức này á, nói chung nói rõ rồi, cái công thức này á là mình sẽ cho các bạn xem cái công thức hiện tại. Nó là 35% hữu cơ, công thức thật đó nha các bạn. 35% hữu cơ ha, nó có 12% canxi, 2% magie. Canxi là canxi hữu cơ các bạn. Nhớ nha. Anh bởi là làm với hữu cơ thôi. Và ba cái chất axit. Boric acid. Thì các bạn biết là một chất đầu tiên ha, 33 cái chất này nó là một cái chất mà giải độc mặn ha. Chất này kết hợp với canxi và magie nó sẽ giải độc mặn. Cái chất thứ hai, cái chất giữa là cái chất này thì các bạn biết là nó sẽ là giải độc phèn ha, hạ phèn đó. Cái chất thứ ba là cái chất trung gian để mà dẫn dinh dưỡng, và nó sẽ có một cái cấu thành là nó sẽ giải độc rất tốt hơn. Giải độc đất là gì đó bác? Gồm bắc lo ha, bắc lo botrytol nè, thuốc cỏ nè, rồi những cái kim loại nặng trong đất ha. Thì các bạn biết là sau khi mà chúng ta tưới ha, tưới rồi chúng ta thì thường thường á, là cái hàng này á là trước đó là Thái nhập trước rồi, một số hàng mẫu Thái đã cho những khách hàng hồi năm trước bị mặn rồi, phục hồi lại rồi thì cái này nó mới nhập về được. Có nghĩa là mình phải khảo nghiệm trước á, khảo nghiệm trước á. Thì bây giờ sau khi mà đã khảo nghiệm xong rồi thì bây giờ nhập về thì bắt đầu mình sẽ nói tới cái công dụng của nó. Thì nãy như Thái nói ha, là hiện tại á mình thấy làm cái can này nó sẽ làm được ví dụ như thế này. Ví dụ mà các bạn mà xài bắc lo ha, là mình gọi là tồn dư trong đất, nó sẽ dập từ từ. Cái thứ nhất là hàng nhập các bạn. Cái thứ hai nữa là giải độc phèn. Các bạn biết là ở miền Tây của Thái thì nó sẽ dính tới tình trạng là phèn rất là nhiều. Và khi mà chúng ta mà để mà phèn á, thì những kim loại nặng giống như là phèn sắt hay phèn nhôm á, thì các bạn sẽ thấy là cái cây nó trựng hoài, nó cháy lá hoài à. Đó là cái giải pháp mà Thái đưa vô để mà làm cho cái cây nó rửa phèn tốt hơn. Cái thứ ba nữa là cái quan trọng là cái muối. Các bạn biết là cái mặn thì bạn mặn là công thức natri clorua, thì khi mà nó phản ứng với một số axit và cái canxi trong cái can này á, thì nó sẽ rửa được cái mặn. Những cái sản phẩm này mà năm trước là Thái đã gửi cho những khách hàng kia, những khách hàng á, thì Thái thấy một cái điều như thế này. Khi các bạn xài ha, Thái nói nồng độ cho nó luôn. Thường thường một cái can này nè các bạn ha. Một cái can này thì nãy như Thái nói ha, đăng ký tại Việt Nam là 20% hữu cơ. Thái đăng ký cái này á, nó sẽ dính tới tình trạng như thế này nè. Các bạn biết là đăng ký 20% hữu cơ này, nhìn cái công thức nó rất là bình thường các bạn, nhưng nó sẽ mang một cái ý nghĩa như thế này. Thường thường á, trong cái ca này Thái có thể đăng ký 35% hữu cơ vẫn được bình thường, là công thức nó cao hơn được 15%, nhưng không các bạn. Thường thường á, là bạn biết là về Việt Nam là sau 3 tháng nó thường thường tầm khoảng sau từng bữa nay là tháng 7 rồi, thì các bạn biết là ngày đóng lô của nó xuất đi là từ 20 tháng 3 nè đó, bắt đầu nó ngày đóng lô này kia nè đó, thì nó sẽ là 2024 là 3 năm sau là nó hết hạn đúng không. Thì tới đây là tháng 7, các bạn biết là sau 3 tháng, hơn 3 tháng nó mới về cặp cái bánh tới đây. Thì công thức này á, 35% thì các bạn biết mà dao động trong hữu cơ, thì có nghĩa là thí dụ mà các bạn ở bên bển công thức của nó là 35% hữu cơ, nhưng mà về Việt Nam thì các bạn biết là sau khi trải qua là nắng nè, gió nè đó, thì nó sẽ còn giảm là 1-2%. Thì nếu mà bây giờ Thái ghép công thức 35% cái hữu cơ vô đây á, nó dính tới tình trạng là sao, nó sẽ bị hụt 1-2%. Thì lúc đó là Thái sẽ đối mặt với tình trạng là nó hụt hữu cơ. Nên cái công thức đó thì mình không có gì để giấu các bạn hết. Thì thường thường là cái công thức bên đó thì nó làm như thế nào thì bạn test làm sao, thì bắt đầu Thái đem về đây là Thái đưa cho các bạn xem. Đó, thì cái công thức bển nó gửi về cho mình thì mình gửi cho các bạn xem là gì, là nó là 35% hữu cơ nha. Ba chất axit boric acid và 12% canxi magie. Nó có 8% đạm nha các bạn, đạm là đạm hữu cơ, và canxi là canxi hữu cơ các bạn, không có canxi hóa học đâu. Rồi nói về cái lượng mà dùng như thế nào, thì thường thường các bạn biết, Thái nhắc lại ha, cái này là ba anh em chung nhau ha, thằng một lít là để phun ha. Trong cái một lít này á thì nó sẽ tăng thêm hàm lượng magie oxit, trong một lít các bạn tăng thêm magie oxit. Canxi thì giữ nguyên các bạn, canxi là 12% là nó cực đại rồi, canxi hữu cơ mà làm 12% là khó làm lắm. Magie thì Thái tăng lên ha, cái chai này là tăng lên thêm magie để làm sao để cho cái quang hợp đứng lá giống lá, và quang hợp khi mà nó kết hợp với cái cây á, nó sẽ giải độc được trong cái cây, nó sẽ tăng cường cái bài tiết ở rễ tốt hơn.
đó, nên cái chai này á nó sẽ phun nha các bạn, cái chai này phun nha. Hồi năm trước Thái đưa cho một số khách hàng á thì chỉ có một số khách hàng của Thái là người ta làm kính thôi, thì nó cũng không được hàng thử nhiều nên Thái chỉ đưa một số nào đó thôi nha. Nhưng Thái sẽ nói là tới cái can tưới gốc trước nha. Tưới gốc là tưới thời điểm nào, các bạn có thể tưới mọi giai đoạn nha. Chúng ta phục hồi nè, chúng ta trong lúc mang bông nè, thường thường chúng ta dỡ mũ xong đó các bạn, tầm 3 phân là bắt đầu Thái cho tưới rồi. Rồi sau khi mà chúng ta trong lúc mà chúng ta nuôi trái, các bạn biết là trong lúc nuôi trái mà cái cây mà chúng ta được cấp canxi, magie và một số chất để mà nó đào thải những cái kim loại nặng ra ngoài thì cái cây nó sẽ tốt hơn và hạn chế suy cây. Hay trong lúc mang trái Thái cũng cho xài nha. Đó là những một mùa trước là bắt đầu Thái là cho thử nghiệm rồi. Thì cái sản phẩm này thì các bạn sẽ một cái can này là 20 lít ha, can này là 20 lít đó các bạn. Thì chúng ta pha cho 10.000 ha, tới 12.000 lít. Ha, 12.000 lít. Thường thường đây là liều tiêu chuẩn đó các bạn ha, đây là liều tiêu chuẩn nè. Các bạn tưới cái dòng này nó rất là ngợi và nó cấp trực tiếp 35% hữu cơ cho cây luôn. Thì thường thường chúng ta có thể kết hợp được, trừ với gốc đồng thôi các bạn, trừ cái gốc đồng, gốc bệnh, gốc tiếng trùng, còn lại chúng ta có thể kết hợp với kéo đọt, chúng ta có thể kết hợp với rút 700, có thể kết hợp với cành đại dương là chuyện bình thường ha. Đây là cái giải pháp giải độc mặn cho những cây mà quá suy, chết nhánh, khô cành, những vùng đất nào mà phèn quá ha, rồi những vùng đất nào mà những cây nào mà nó khó lên đó thì chúng ta tưới vô cho nó ha. Các bạn có thể dao động ha, Thái đã kiểm nghiệm rồi và dao động là từ 8.000 ha các bạn, từ 8.000 lít ha. Cái ca này là 20 lít nha, thì có nghĩa là 1 lít pha cho 400 lít nước tới 600 lít nước nha các bạn ha. 1 lít pha cho 400 lít nước tới 600 lít nước, ca này 200 lít là 12.000 lít nước. Đơn giản ca này cũng như thế, ca này là cũng như là tầm 60.000 lít nước ha. Ca này là 6.000 lít nước thì đây là liều tiêu chuẩn. Rồi phun như thế nào? Một chai này chúng ta có thể phun từ 3 phi tới 4 phi, mà thường thường Thái cho phun 4 phi không các bạn ha. Thái cho phun 4 phi. Cây bình thường chúng ta có thể phun là bình thường ha các bạn. Cái dòng này là dòng giải độc nên chúng ta phun là phun bình thường. Ba cái chất đó là nó làm nhiệm vụ như thế nào hay là nó sẽ xảy ra phản ứng như thế nào thì nữa Thái sẽ làm cái video riêng, tại vì nó rất là dài. Ba cái chất nãy Thái để lên trên nó rất là dài các bạn ha, nên nhiều nữa là Thái sẽ làm cái video riêng và nó phản ứng như thế nào, đang nó rửa mặn. Và một cái điều chú ý như thế này, Thái khuyên các bạn khi mà chúng ta tưới như thế này nè, cái lượng phèn, cái lượng mặn sẽ giải. Thường thường các bạn biết cái nước mặn nó đã thẩm thấu trong đất thì chúng ta sẽ không thấy được cái những cái liên kết đó, nhưng mà cái phèn các bạn sẽ thấy rõ nhất là cái phèn mà chúng ta tưới xong là chúng ta sẽ thấy cái mương nó bị phèn rất là nhiều. Có nghĩa là những cái rửa đất trong cái đất nó sẽ rửa phèn ra. Phèn thì các bạn biết là một cục đất màu vàng như thế này, rửa phèn là nó không thể nào mà rửa hết được. Nhưng nếu mà các bạn rửa phèn được tầm 30-40% trong đất thì các bạn sẽ thấy là cái cây nó phát triển rất là tốt. Không những các bạn mà làm cho đất mà nó rửa sạch hết trơn là đất chết rồi, nó chỉ rửa tầm 30-40% của cái những cái kim loại nặng và những cái phèn, những cái mặn trong đất là các bạn sẽ thấy cái cây nó phát triển rễ rất là tốt rồi. Nên cái vấn đề đó thì chúng ta sẽ làm cái chúng ta tưới thì nó rất là, nó sẽ rửa mặn rất là tốt. Thì như Thái nói, Thái dặn những anh em của Thái là trừ những lúc mà chúng ta đang đậy mũ thôi chúng ta đừng tưới. Còn những lúc mà như thế này là trong lúc mà nó mang trái, mang bông hay là những lúc mà cây đi đọt chúng ta tưới bình thường. Và cái điều lưu ý là chúng ta tưới đúng liều giùm Thái nha, là nó đủ phê rồi. Còn ai mà những cây nào mà nó yếu quá chúng ta có thể tưới là nặng hơn chút xíu là được ha, từ 8.000 tới 12.000 lít nước, 10.000 lít cũng được nha các bạn. Nhưng mà thường thường Thái đang cho tưới là 12.000 lít. Cái còn lại đặc biệt nữa, như nãy Thái nói là chúng ta phải xả nước mương ra liên tục cho Thái. Tại vì các bạn tưới lần thứ nhất, cách lần thứ hai là 10 ngày thì các bạn sẽ thấy là phèn nó rõ ra nước rất là nhiều ha, phèn nó rõ ra rất là nhiều đó. Thì đó là cái sản phẩm mà đó là cái giải pháp mà Thái mang lại cho cái vùng thường thường là cái ca này á Thái bán lên trên miền Đông cho người ta xài những lúc mà người ta xài thuốc cỏ nhiều quá, hoặc những cái vùng mà giống như là một số vùng ở Bình Phước người ta đất bưng và người ta trồng xen canh những cái loại cà phê hay là tiêu á, nó bị bệnh nhiều quá đi. Nên cái ca này nó sẽ làm được những cái việc đó, nó sẽ giải độc NPK, nó sẽ giải độc đất ha, nó sẽ giải độc, nó sẽ rửa trôi một số nào đó, nó sẽ đi theo nước mưa. Thì thường thường á các bạn nên tưới nè, các bạn tưới này xong qua ngày sau các bạn tưới lại nhiều nước hơn một chút xíu cho mình, đặng cái phèn, đặng khi mà cái phản ứng nó tác dụng rồi đó, nó sẽ phản ứng với phèn nhôm nè, phèn sắt nè và cái những cái độc tố mà giống như là mặn đó, thì các bạn sẽ thấy là nó rửa ra ngoài nước và chúng ta sẽ cho nó ra sau.
sau khi mà chúng ta ấy xong. Đây là cái thường thường á, ở miền Tây của Thái sẽ đánh vào giải độc mặn và giải độc vàng này nhiều nhất. Ok quý chú anh chị các bạn, còn những nữa Thái sẽ làm video rõ hơn về vấn đề này. Đây là những cái đấy. Còn báo giá thì thường thường Thái không báo giá qua video các bạn, nó sẽ bị bóp tương tác, nên có ai mà cần thì các bạn sẽ báo cho Thái sẽ báo giá và cái liều lượng cho các bạn ha. Ok ha, xin chào, hẹn gặp lại quý chú anh chị các bạn trong các video sau.